mà tầm bự mà để đấy làm đồ nó treo đồ đó, hai đứa nó chú đó là phòng này phòng cưới của người ta à, phòng cưới ha. Ờ, rồi tao treo đồ ở đây nè, rồi cái bắt đầu nó làm cái cọng dây nịt, làm cái vòng trên đây này qua là cái vòng cọng dây nịt, dây nịt làm cái vòng trên đây, bắt đầu nó mới đứng lên, nó đưa cổ nó vô. Đưa cổ vô xong rồi nó ngồi xuống, ngồi xuống cái cọng dây nịt nó mới chạy, nó siết khi nó siết nó tắt thở đó là nó dãy á, nó mới lọt xuống đây. Còn đây là khi mà nó chết rồi bà nội nó vô mở con dây ra rồi nó nằm luôn xuống dưới đây luôn. Giặt đo khoảng mấy giờ anh? Là 5 giờ. 5 giờ sáng nha. 5 giờ chiều. 5 giờ chiều. Đúng, chết 5 giờ chiều ngày hôm qua đã chết tại đây luôn. Chết tại chỗ này là nó ngồi cái lưng cái nó là nó chết rồi, nó ngồi nó dựa vô đây thường, luôn. Thường em nghĩ có cự lộn gì dưới vợ không? Nói chung hai đứa nó cự lộn này, những con nít mà nó còn nhỏ mà nó cự được cãi giải nhau qua lợi cũng bình thường à, không có gì đến nỗi để phải không tự giận cho á. Ghen tuông hay bất cứ cái điều gì lớn lao đúng không? Không có luôn, không có. Nhưng mà nói chung là hồi nào sớm ghiền ở đây nó cũng không có bích lộn nha trơn. Giỏi lắm. Mà hiền bằng đẹp trai lắm. Nó anh thấy cái dấu của nó ngồi giữa nè, qua nay vẫn còn đen thui luôn nè, thấy không? Nè. Từ đây tới đây là tại vì qua đó chết là nó ở trần. Cái đó cái mồ hôi á. À, nó chết nó ở trần. Thấm vô. Nhưng mà nó ngồi ở đây nó chết là độ là khoảng một tiếng. Ồ. Mình mới phát hiện. Đúng rồi. Tại vì anh biết sao không? Ngày qua cái phòng đâu không phải trống gì đâu, cái phòng người ta là có đi đô nè, đồ đạc đủ thứ cho á. À, cũng như là đây. Nó vô trống rồi cái tủ ở ngoài đó để ngang nữa. Không hay là đi liền với gì. Thành thử ra là tới mà nửa tiếng hay nửa tiếng mà bà nội nó qua bên bển á. Là nhỏ cháu nó hù anh nghĩ nãy anh hù anh gì anh thắt cổ là bà nội nó mới bà mới nhớ trực lại nè, thường thường nó hay đi thắt cổ là hai lần rồi. Ờ. Vậy đó hả? Cái này có thắt cổ rồi. Thắt cổ hai lần cái rồi. Cái này là cái đêm cái hôn không? À lúc nãy bé chia sẻ là hâm nhưng mà anh nói là có ý định rồi làm luôn rồi hả? Mà ý định nó làm đã làm vòng thắt cổ rồi nè. Làm vòng thắt cổ. Xong rồi phát hiện ngay cái làm vòng thắt cổ xong rồi nó chạy ra giường. Rồi là bắt đầu là người ta mới chạy ngoài kiếm. Hay được là nó chạy qua bên cái chạy bên đây. Rồi một hồi nó về nó hôn tính thắt cổ chết mà đau quá nó không thắt. Còn một lần sau là nó xách cái cọng dây luộc nó cũng xuống dưới quán nữa. Cái quán em làm hai cái quán trà sữa xong nè. Xuống dưới nữa là lần đó nữa là lần này chết luôn. Trời ơi. Vậy là nó quyết định luôn mà. Ba lần đúng không? Không em nói là cũng tới số rồi. Theo như là mình phải thắt cổ là mình thắt trên cao. Khi nó hụt hai tay hai chân là mình mới chết. Đúng không? Bọn này nó ngồi dưới đây thì bà vẫn chết. Không hiểu sao chắc tới số rồi. Hai cái rất là thấp anh. Thấp. Phải chi mà phải mà cột trên đó rồi. Trên đây luôn mà. Như vậy nè. Nếu mà cột trên đó. Chứ phải mà cột ở trên cái xiên đó thì nó nói vậy. Cái cây nó nằm ở đâu đây phải không? Cây này cái cái đinh luôn nè. Thấp mà. Đúng không? Cái đinh cái cây này từ qua đây. Các anh trai này với cái này cũng thấp nữa, không có cao. Không có cái gì để mà nó chết phải là mà nó đứng mà nó tầm ten phải không? Nói chi cái này nó ngồi với buồn ngựa luôn. Rớt luôn dưới luôn rồi. Chạm với bề mặt tiếp xúc luôn. Có cái điểm tựa rồi. Có thể là rồi bắt đầu là bà nội đó. Mới đầu là nó bà nội ra này nhưng mà cái gì nực ra nó cái con người mà giống như bị tắc thở rồi nó dịu nhiễu ra cái rớt xuống nhà luôn. Nó treo vô nè. Sau lưng gì nè, nó ngồi nó dựa vô vách gì nè, nó đưa hai giò ở đây gì nè, tôi vô tôi tưởng là nó buồn, vợ nó ngồi nó buồn thôi, mình đâu có nghĩ là thấy vậy là tao. Cô là bà nội. Nó còn vô một lần sau nữa. Vô lần sau nữa tôi kêu nghĩ là nghỉ chở vợ đi chợ kìa, đi khám bệnh kìa là nó không có nhúc nhích cục cửa cho nó tôi mới dòm. Tôi kéo nó ra gì thấy cần cổ nó mắc nghẹt nhẹ nịt tôi mới la làng lên. Cũng như là bà nội vô bà nội gặp tưởng tôi nó ngồi là, thôi. Mới vô tiếng đầu lần đầu tưởng là nó ngồi nó buồn thôi, nó đang nghĩ vợ nực nó buồn thôi, mình không để ý tới vô đây rồi cái mặt nó treo rồi trong quá bức chứ đâu có thấy nhẹ nịt đâu. Chắc sao vô tôi kêu tôi kéo tay nó về sao nó nhúc nhích gì trơn á, rồi cái mấy thấy nhẹ nhẹ nịt nó mắc trên cần cổ nó gì nè. Mới la làng lên quá trời la quanh anh còn khan tiếng luôn đó. Thật sự thì theo em suy nghĩ là như gia đình nói thì em suy nghĩ cũng vậy luôn á mấy anh, là mình nghĩ là không thể nào mà có thể mà treo cổ thấp như vậy mà bởi vì cái này nó ngồi đây là cộng dây tới rồi không mà đúng không thì gia đình nếu mãi quá thì mình cũng bước lên này mình có một cái điểm tựa rồi mình lấy cái tay gồng lên cũng được đó. Dạ đúng rồi đơn giản đâu có gì đâu. Bây giờ mình xây ngang mình bước nó mình lấy lên đó vậy đó bình thường vậy nè. Cái này vô tôi nghĩ là chắc nó buồn vợ nó ngồi suy nghĩ thôi, nó nhỉ chợ vợ mình đi khám bệnh kìa, nó trên nó không trả lời. Cái tôi ra ngoài là cái tư thế là của em nhỉ là mất là nặng như vậy đó ha. Ngồi dắt rồi nó để hai vợ lên vậy nè. Cái chiếc sao vô nó kêu nó tin, tôi mới nắm tay tôi gịch là nó thấy vậy nịt mắt kẹt cần cổ đó. Thôi cái này tới số. Chứ có cái điểm tội vậy thì đâu có gịch được đâu đúng không anh? Cái độ nó cao như là cái bụng ngựa nó cũng hơi xa vậy, nó hồn sát chết vô đó vậy đó. Ủa rồi mình cái hòm ngoài cô. Hôm ngoái là mình không có hòm mình cho biết rồi.
nhưng mà mình không có cái tấm hình này trước luôn hả? Chuẩn bị đi lấy, đang làm không có kịp. Nói chung là mới hay là không kịp dễ gì. Gia đình mình cũng rất là khó khăn ha. À, con với bà nội trong ngõ là nghe nói nhỉ là nó cũng có ý định là tự tử mấy lần nữa hả bà nội? Nó nhiều khi nó đi chơi cái gầy ra nó dẫn sao con không lo đi mà ăn cái đó nó cha bỏ mẹ bỏ đi chơi chết cho rồi cuộc đời đi nó nói rồi mẹ bà nội nuôi con từ nhỏ đó làm chi bây giờ nhỏ ví dụ như con thèm khát con không có mặn được con có tiền con ăn bây giờ con rớt con mặn ngày con 10 ngày tội gì cũng chết vì hai có nói vậy đó chứ là nghĩ là ba mẹ nó bỏ từ nhỏ từ 3 tuổi nó chừng lớn 5-6 tuổi cái cha nó đi thành phố làm mới gặp con nhỏ này là đi ở thành phố là mà biết luôn cái tết nó diện lần rồi cha con gì nó thiếu tình thương rồi cũng như thiếu tình thương thì còn bà nội mà bà nội vậy vẫn mà chăm sóc mấy chú nào bố con ai cũng thương nó cũng khuyên nó cho mày lo mày mà ăn đi con chó nó còn muốn sống con người ngu dại gì chết vợ là có bầu mấy tháng vợ có bầu hỏi cái tát là bập tay cái ta giận tao bánh tao ngồi năn nỉ tao không về tao thắng tốt thôi tại vì cái gì cái đầu mày không về tao về tao như thôi như ngày qua nó ngồi đó thì tưởng tượng như ngồi chơi gì đây là cái buông nữa này ra nó tả cho nên nó mở cái quạt gió này nè để chân đây nữa đó y gan gì nè y gan gì luôn nè nó ngồi gì nè mở đưa hai giỏ lên nó ngồi đưa hai cái giỏ lên là nó dựa đây là hai tay à, cũng như là xỉn mình suy nghĩ xỉn nằm ngủ vậy đó mà vậy khi nãy nói em cũng hình dung ra được em nghĩ như vậy thì làm sao mà có cái lực để mà cái tay đây thì tới rồi cột ở trên đó đó nhưng mà là thắt cổ đã nín thở rồi nó mới tuột luôn đúng chứ. Rồi lúc mà nó chết rồi là nó mới tuột xuống không có ai hay thì nó đi xuống. Luôn như sao vậy nếu mà hay kịp gỡ ra thì có khả năng đúng rồi đúng rồi tại vì sao tại ở trong này á là mình đã che cái video rồi đi qua đi lại mình sẽ không để ý đúng rồi tại vì không có nhúc nhích cục cửa mình đâu có biết đâu phải có dãy á phải mình nghe tiếng dãy dụ hay gì á thì quả chăng đứa này là giống như là này cái bộ ngựa bây giờ nó dãy cũng không nghe luôn hả ở cái chổng này nghe gì vậy nó nghe ngựa gì không có nghe luôn tôi tức nó từ vô tôi kêu nó hai lần mà tôi không để ý lúc đó em đang ở đâu đang bên nhà chị Tư đang bên nhà sớm đang nhờ hàng sớm ha chị thứ tư chị thứ tư giờ bây giờ là ở nhà này là bà nội sống với ai bà nội sống với thằng cháu nội là hai chồng của thằng nhỏ này rồi với thằng cháu nội đó mẹ cũng bỏ đi mấy năm nay đó thường ngày là gia đình mình làm gì để sống bà nội tôi đi giấc ngủ giấc củi bán mũ nhà mình có ruộng đất gì không có là nhà không vậy đó anh là sao chứ cái... tôi là ông luôn ông ha ông út ông út luôn ông em út của bà nội em út ha vậy là gia đình mình cũng khó khăn cái điện thoại thì còn nghe là biết rồi nhà quá thấp luôn á sao suy nghĩ sao mà nghĩ quá nhiều lần rồi nghĩ quá có thêm độ là thằng này tới số rồi không mình tức bởi vì nghĩ từ đây đây thì cái size nó dơ lên cái size chưa thẳng là tới dây rồi đúng không đúng rồi đó mình tôi sợ nó chỉnh ngủ rồi cái nó nằm cái nó ngủ rồi nó chết luôn hay sao có thằng này nó tới như cái cọng dây cái giờ đó mà nó xỉn quá rồi cọng dây nó quá siết vô nữa rồi cuối cùng là nó không thể nào chịu đựng được nó không ra làng nhiều khi cái lúc thắt rồi bắt đầu suy nghĩ hối hận cũng không kịp nữa với lại nó xỉn sai rồi mà